thì ra anh sống ở một ngôi nhà đẹp như vậy. Em tới đây có chuyện gì vậy Bongi? Đây là anh sao? Phải. Mẹ anh đẹp thiệt đó. Bộ anh nhận hối lộ sao? Một mình anh sao lại sống trong căn nhà lớn vậy? Căn nhà này là tiền bảo hiểm sau khi ba mẹ anh qua đời.